Tiếp theo là một số thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7, Trạm Y tế Phường Núi Sam tổ chức buổi tư vấn khám sàng lọc bệnh không lây và quản lý bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường cho người dân từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn phường. Tại buổi tư vấn, người dân được các nhân viên y tế của trạm đo huyết áp, test nhanh đường huyết, kiểm tra cân nặng chiều cao, đồng thời tư vấn cho người dân theo dõi chỉ số huyết áp, đường huyết, chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao hợp lý, góp phần phòng chống bệnh tật. Việc khám sàng lọc, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh không lây cho người từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn phường là cơ sở để đánh giá nguy cơ, phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và một số bệnh không lây nhiễm khác, nhằm đạt mục tiêu ít nhất 50% bệnh nhân tăng huyết áp, 70% bệnh nhân đái tháo đường trong cộng đồng được phát hiện, góp phần giúp cho nhân dân chăm sóc sức khỏe tốt ngay tại nơi mình sinh sống.